Thưa quý vị, liên quan đến công tác đấu tranh với các đường dây tội phạm công nghệ cao trong thời gian vừa qua, ngày 8 tháng 8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an Lào, Công an Việt Nam cùng các lực lượng đã triệt phá thành công tổ chức tội phạm mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn, bắt 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại khu Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ gồm Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người, Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Quá trình triệt phá, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn SIM điện thoại không chính chủ và các công cụ tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Trước đó, từ đầu năm 2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết liên tục nhận được nhiều đơn trình báo bị lừa đảo hàng tỷ đồng cùng phương thức giống nhau. Trong số đó, có đơn trình báo của nhiều gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa hẹn, việc nhẹ lương cao. Nhiều người khi sang Lào đã bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội. Muốn về nhưng không thể do đã bị thu hết giấy tờ và bị quản lý chặt chẽ. Sau khi xác minh, cảnh sát đã lập chuyên án để khẩn trương giải cứu công dân Hà Tĩnh bị bán sang Lào, đồng thời bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội. Từ đây, các trinh sát xác định, cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar có xu hướng chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tại tỉnh Bò Kẹo, Lào. Mục tiêu của các đối tượng là các nạn nhân ở châu Á, trong đó chúng phát triển chiến lược mới là dùng người Việt lừa người Việt. Trong số đó, Hoàng Bích Ngọc, sinh năm 1994, trú quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, đã đầu quân cho tổ chức mua bán người và lừa đảo trực tuyến này, cùng một số đối tượng dụ dỗ đồng hương nhập cảnh trái phép với chính sách lương hấp dẫn từ 18 đến 30 triệu đồng. Nhiều công dân Việt Nam nghe theo sang đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với chính người Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng lừa đảo đã lập nên một đế chế riêng tại khu vực được mệnh danh là bất khả xâm phạm do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu. Quá trình sinh sống và làm việc, các đối tượng tập trung tại các khu nhà cao tầng của đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Mỗi người được phát kịch bản, điện thoại và SIM điện thoại Lào để lập tài khoản Facebook giả. Sau đó, các đối tượng cầm đầu sẽ hướng dẫn những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo các tài liệu trinh sát, tổ chức hoạt động lừa đảo này hoạt động dưới danh nghĩa công ty. Công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng sẽ là người Việt Nam. Các nhân viên người Việt sẽ được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là những doanh nhân thành công, giàu có nhưng độc thân. Để tạo sự chú ý, các đối tượng cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn chơi, du lịch, làm cho tài khoản ảo này giống thật để có thể kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu đương, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. Nạn nhân mà bọn chúng nhắm đến sẽ là những người độc thân, tuổi trung niên nhưng có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Bằng những kịch bản đã được chuẩn bị thuần thục, kỹ lưỡng và hết sức tinh vi, các đối tượng lừa đảo đã thao túng được tâm lý, dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương qua mạng. Sau khi tạo được lòng tin, bọn chúng sẽ lừa bị hại đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng hoặc trang website kinh doanh khách sạn ảo có tên là OYO để hưởng phần trăm hoa hồng cao. Thời gian đầu, bị hại được nhận khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ ngày càng đầu tư vào với số tiền nhiều hơn. Đến lúc không thể đầu tư thêm, nhóm này sẽ tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, từ đó chiếm đoạt số tiền bị hại đã đầu tư. Với phương thức đó, trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Nhiều bị hại sau khi bị lừa đã lo ngại, xấu hổ, không dám trình báo với cơ quan chức năng. Ngoài ra, trụ sở của các đối tượng lừa đảo đều được đặt ở nước ngoài. Các thông tin giao dịch cũng được chuyển qua nhiều nguồn khác nhau, khó truy vết. Để đấu tranh với tổ chức lừa đảo quốc tế này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, điều tra thu thập tài liệu, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ. Vào ngày 30 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, phối hợp với lực lượng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nước bạn Lào, chuẩn bị lên kế hoạch phá án. Trước khi di chuyển quân, ban chuyên án đã phân công một lực lượng trinh sát chốt chặn tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời đón lõng, bắt giữ những đối tượng có thể tẩu thoát về Việt Nam.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án lúc này chính là cách thức đột nhập bí mật vào đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Bởi đây là đặc khu kinh tế có tính chất đặc thù và có luật đặc khu riêng. Muốn vào được phải có giấy tờ tùy thân chứng minh công việc tại đây. Mặt khác, tại khu vực này có hơn 200 tòa nhà. Mỗi tòa nhà có trung bình từ 20 đến 25 tầng với hàng nghìn người sinh sống và làm việc. Nên việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, lực lượng bảo vệ được các đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê cắt cử bảo vệ tại mỗi tòa nhà, sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn. Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và cùng với sự tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ của Công an Việt Nam và Công an Lào, rạng sáng mùng 2 tháng 8, sau khi xây dựng kế hoạch bài bản chi tiết, các tổ công tác của ban chuyên án đã quyết định xuất kích. Mục tiêu ban chuyên án đặt ra là bắt giữ bằng được hết các đối tượng, khẩn trương thu giữ vật chứng và đặc biệt là bảo vệ an toàn cho lực lượng tham gia phá án. Sau khi đột nhập qua được vòng vây của bảo an, các trinh sát đã tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng. Các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà, thấy có động thì đã lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhiều đối tượng đã nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà. Sau hơn 4 giờ truy bắt, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt Nam đã lần lượt bị Công an Việt Nam và Công an Lào khống chế bắt giữ. Ngoài ra, tại sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ thành công Hoàng Bích Ngọc, sinh năm 1994, trú quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, đối tượng chủ mưu khi người này vừa bỏ trốn từ Lào về đến Việt Nam. Đấu tranh khai thác nhanh, một nhân viên tên Hát cho biết, với thủ đoạn được những kẻ cầm đầu hướng dẫn, đối tượng này đã lừa đảo chót lọt hơn 200 người ở Việt Nam. Trong số các nạn nhân của Hát có những người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng Hát có thể nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ, tương đương từ 25-36 triệu đồng tiền Việt Nam. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, Thủy điện Hòa Bình đã mở 4 cửa đáy xả lũ và khối lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn trút xuống khiến nước sông Đà ở hạ lưu chảy rất mạnh. Và đến sáng ngày 8 tháng 8, mực nước hạ lưu ở sông Đà tại thành phố Hòa Bình được thực đo là 16,4 m và vẫn đang tiếp tục dâng cao. Vâng ạ, tuy nhiên thì bất chấp nguy hiểm và những cảnh báo từ phía cơ quan chức năng, khi thủy điện xả lũ, nhiều người dân vẫn phớt lờ quy định vô tư tắm sông. Từ trưa mùng 6 tháng 8, nhà máy thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả đáy thứ tư. Nhà máy thủy điện Hòa Bình khuyến cáo các tổ chức người dân cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ngay tại khu vực hạ lưu sông Đà, cách nhà máy thủy điện chưa đầy 1 km, những ngày vừa qua người dân thành phố Hòa Bình vẫn vô tư tắm sông bất chấp nguy hiểm rình rập. Trong chiều mùng 7 tháng 8, có gần 100 người dân tắm ở dưới sông Đà, khu vực bờ phải thuộc phường Phương Lâm. Không chỉ tắm ở khu vực bờ kè mép sông, nhiều người mặc áo phao còn bơi cách bờ hơn 100 m. Điều đáng nói, nơi người dân tắm sông Đà là khu vực cấm tắm đã được gắn biển cấm để cảnh báo. Khu vực này mực nước sâu hơn 16 m, chảy xiết, có dòng chảy ngầm, nước xoáy mạnh, từng xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Thưa quý vị, một người đàn ông ở Gia Lai đã ăn 10 con sâu ban miêu. Sau khi ăn khoảng 30 phút, anh này có biểu hiện là đau bụng và nôn ói. Nhiều người cho rằng loại sâu này lành vì có nhiều ở rau ngót, rau tầm bóp. Tuy nhiên, thì sâu ban miêu thực chất là một loài bọ cánh cứng và chứa chất độc Cantharidin. Vâng, và Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Gia Lai cũng khuyến cáo là người dân trên địa bàn không được ăn các loại côn trùng lạ nhằm tránh trường hợp bị ngộ độc nặng và thậm chí dẫn đến mất mạng. Trước đó, một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị mệt mỏi, vã mồ hôi, tay chân yếu, nước tiểu có màu đỏ. Sau đó, bệnh nhân đã bị suy gan, suy thận và tiên lượng tử vong và tử vong do ăn sâu ban miêu. Theo bác sĩ Dương Thái Thuấn, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sâu ban miêu là loại côn trùng có hình giống hình con bọ xít, độc tính rất cao, chứa chất độc đặc thù là Cantharidin, đặc biệt nguy hiểm, tính mạng khi mà tiếp xúc qua đường tiêu hóa. Trên cả nước ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc nặng do ăn côn trùng này. Ngành y tế cảnh báo người dân tuyệt đối không được ăn sâu ban miêu. Và nếu tiếp xúc với con vật và bị chất độc, sẽ gây bỏng rát, đỏ rộp da hay là vùng mắt. Cần phải rửa bằng nước sạch, chớp mắt liên tục, sau đó phải đến bệnh viện để điều trị ngay.